thêm một chiếc Hyundai Santa Fe nữa sẽ về cửa hàng bên em. Bây giờ là buổi chiều rồi, nó khá là tắc đường, cho nên ở chỗ cửa hàng em thì gần ngay đèn xanh đèn đỏ nên nó hơi tắc, nó phải di chuyển ra chỗ công viên Cầu Giấy để cho rộng để có thể nhận xe được thoải mái hơn. Đấy mọi người nhìn ạ, tất cả xe bên em về thì đều có xe lồng chuyển và chở đến tận nơi ạ. Chiếc này của em là Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng, sản xuất năm 2016, màu đen, cũng là biển Sài Gòn luôn mới nhá. Đó, khi mà chuyển ra thì sẽ có xe lồng chở như thế này, nên là mọi người hoàn toàn yên tâm. Chiếc xe này của em thì lên khá là nhiều đồ chơi và mọi người có thể để ý thấy được là một dàn lốp mới thay. Xe này của em chạy được 7 vạn km. Đó, có cả cam bên lề rồi, đầy đủ hết đấy ạ. Rất là mới. Cái dòng này thì vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn và tìm, bởi vì là cái giá của nó bây giờ khá là hợp lý. Để được chạy một chiếc Santa Fe thì giá cực kỳ hợp lý. So với những chiếc Tucson thì em thấy là nếu như đi Tucson 17 cũng 17, 18 cũng phải tầm suýt soát gần 800 triệu rồi. Chiếc này của em là Santa Fe, là đời 16 nhưng đấy là Santa Fe của nhá. Chất lượng nó hoàn toàn khác, mà lại chỉ có hơn 800 triệu thôi. Anh về luôn à? Vâng, anh đi đi. Đó, có hai chìa khóa đầy đủ nhá mọi người nhá. Có biển số và có xe ở đây cho mọi người xem. Sản xuất 2016 đấy ạ. Máy xăng động cơ 2.4. Xe mới quá mọi người ạ. Thật sự là quá mới luôn. Ở đây có cam lề bên kia kìa đó. Thật sự là chiếc này quá là mới luôn ấy. Cứ để đấy cho em xong em đóng nha. Trên bản full thì sẽ có thêm cửa sổ trời mọi người nhá. Lát nữa em sẽ mở cho mọi người xem. Cái này sẽ quay nhanh một chút ạ, tại vì ở khu vực này thì quay nhanh để còn về cửa hàng thôi. Lốp sô cua đấy ạ. Cốp điện trên bản full thì sẽ được trang bị những cái option này: phanh tay điện tử, cốp điện, la răng 5 chấu. Thôi, ở đoạn này đi lại nó hơi bất tiện nên là mọi người, tại vì nhiều xe đi ấy, em quay sẽ hơi khó, mọi người thông cảm. Lốp mới thay ạ, rất là mới luôn. Đó, đây nữa. Xe chạy 73.000 km mọi người nhá, xe vừa chuyển ra đấy. Không mọi người lại bỏ tua hay là nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà chiếc này thật sự em thấy mới, rất là mới luôn ấy. Tất cả những cái phím bấm ở đây này, mọi người nhìn cho em này. Mới, chiếc này khá là mới. Có cửa sổ trời đôi. Đó. Rồi, hiện tại thì bên em đang bán chiếc Santa Fe phiên bản máy xăng sản xuất năm 2016 này với giá là 815 triệu mới nhá. 815 triệu ạ, xe rất là mới và đẹp luôn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em ở trong video này. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để xem được nhiều video hơn. Chi tiết thì mọi người có thể alo cho em qua số điện thoại em đang để trên màn hình để chúng ta cùng trao đổi và thương lượng về giá cả của những chiếc xe của bên em. Em xin kết thúc video này ở đây để sau khi spa xong em sẽ gửi đến mọi người cái video hoàn chỉnh hơn. Đó, ở đây thì thêm cam sườn này, cảm biến áp suất lốp này. Đó, khá là nhiều đồ chơi mà cơ bản là chiếc xe này nó mới ấy. Nội thất mới, rất là mới ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ạ.